Xin chào anh em trong đại gia đình Mixon. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim, tôi phụ trách phát triển đối tác của công ty. Các anh chị đang xem cái video này bởi vì các anh chị có thể đang ở từ những vùng miền rất xa. Anh em ở Hà Nội, anh em ở Trảng Bom, anh em ở Phạm Văn Hai, anh em ở 21 Sậu Giang. Thì chúng ta là Mixon Group, là một cái tập hợp những người trẻ có khát vọng cống hiến cho cái sự đổi mới, sự phát triển của ngành thương mại điện tử Việt Nam. Với một cái phạm vi hệ sinh thái rộng lớn như vậy, chúng ta khó để nhìn thấy một cái bức tranh để chúng ta biết anh em mình đang ở đâu và chúng ta gắn kết với nhau như thế nào. Tôi lấy ví dụ, đây là tòa nhà 21 Quý Hậu Giang có 6 tầng và hầu như những người tôi gặp đều không thể biết được tên của từng người, từng team. Họ chỉ biết ở một phạm vi rất nhỏ của phòng ban mình. Và rất nhiều lần, mặc dù tòa nhà không lớn lắm, chúng ta đi ngang qua đời nhau mà thậm chí còn không biết tên nhau. Chúng ta có thể thậm chí không biết được bạn tiếp tân dễ thương ở đây là tên gì và vì sao bạn là một người dễ thương và bạn ngồi ở vị trí đó, đúng không ạ? Thế thì tôi khởi xướng cái việc là Mixon là một nơi để những người trẻ khát khao thể hiện mình. Và chúng ta chọn cho mình sứ mệnh, đó là đem lại niềm vui mua sắm khắp nơi trên thế giới. Có được, chúng ta cần một sự kết nối, chúng ta cần sự yêu thương, chúng ta cần một nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Và vì vậy, mỗi sáng đúng 8 giờ, các thành viên của ban giám đốc sẽ cùng nhau chúng ta chào đón từng bạn nhân viên đến làm việc tại Mixon Group. Khi chúng ta đóng máy quay về với ngôi nhà của mình, chúng ta sẽ cảm thấy có một ngày làm việc thật là tuyệt vời. Và chúc các bạn có một tuần mới tràn trề năng lượng. Xin chào các bạn.